Chiều ngày 17 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, các lực lượng tìm kiếm các ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa tại Sở Chỉ huy Tiền Phương, đóng tại đồn cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thông tin về hai vụ tai nạn trên biển, trong đó đã cứu được 80 ngư dân. Tuy nhiên có 2 người đã tử vong, hiện vẫn còn 13 người mất tích. Theo Đại tá Trần Tiến Hiền, hiện 4 tàu của lực lượng cảnh sát biển, hải quân, kiểm ngư đang đến khu vực tàu gặp nạn để tham gia tìm kiếm. Dự kiến khoảng 22 giờ tối nay sẽ đến địa điểm tàu chìm. Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, 4 tàu được điều động phải làm sao nhanh nhất tiếp cận vị trí tàu của ngư dân gặp nạn. Các lực lượng tìm kiếm cũng cần đánh giá dòng hải lưu, tính vận tốc trôi khi ngư dân ôm phao, vật liệu nổi ra sao để tổ chức tìm kiếm. Để ứng cứu các ngư dân mất tích, lực lượng chức năng cũng như các tàu ngư dân đang hành nghề trên biển cần tận dụng thời gian vàng. Trong đêm nay cần tiếp cận được vị trí xảy ra tai nạn, cố gắng để tìm 13 ngư dân mất tích. Vì theo đánh giá của địa phương, tỷ lệ sinh tồn của ngư dân đến khoảng 12 giờ ngày mai, tức ngày 18 tháng 10. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bằng mọi cách phải cứu được các ngư dân mất tích, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.